I am speaking English, right? Not England. I'm not speaking England, but I'm speaking English. So, therefore, my language is English language. Okay? Flag. flag. French flag. French flag. Italian car. Italian car. Car that came from Italy. Okay? là xe của người Ý hả? Italian là người Ý hả? Right. And then um garden là cái vườn. Okay. Garden là cái vườn. Japanese garden là vườn Nhật. Okay. Very very famous Japanese garden is very famous. Ở chỗ của tôi ở cũng có một cái vườn gọi là Japanese garden. Ở nước Mỹ có nhiều cái Japanese garden lắm. Haa okay but uh, what's so special about Japanese garden is they always all the Japanese gardens okay all Japanese gardens have a big 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 pond okay a big pond in which they keep kois okay koi Japanese kois. beautiful beautiful fish. Okay? And then we have Scottish kilt. À cái kilt này, ấy, cái người Scottish người ta mặc á nó nhìn giống như cái váy á but it's not a dress. Nó không phải là một cái skirt, okay? It's not a skirt. It's called a kilt. Có ai thấy mấy người Ái Nhĩ Lan họ họ mặc mấy cái đầm này chưa? Scottish kilt. Okay, have you seen it? Not yet? Okay. If you haven't seen it, I suggest uh go to YouTube, okay? And then you type in Scottish kilt, okay? Type it in there. Okay? The woman said sẽ thấy nó mặc cái váy. ok. Thường á mấy cái người Scottish á, họ mặc cái cái kilt and then they they play bagpipe okay bagpipe là một cái kèn á cái kèn mà nó thổi mà nó thổi liên tục nó không bao giờ nó ngừng hết người ta chế ra một cái kèn rất là độc đáo bình thường mấy cái kèn á thổi là phải hết hơi đấy right? nhưng mà cái kèn này thổi không bao giờ hết hơi cái tiếng nó sẽ phát ra liên tục có ai biết tại sao không có ai biết tại sao mà người ta chế ra được cái kèn mà thổi mà cái cái tiếng nó phát ra liên tục không can you think <laughs> vừa thổi vừa hít đó The no way so that's why i'm saying like the uh, creator of the uh, bagpipe um, he gotta be really really smart okay <laughs> All right. So, so what they did is actually this. Okay, very easy. Người ta có cái ống, cái ống mà thường thường mình bỏ cái miệng vô để mình thổi kèn đó. Thì cái cái ống này á, không có để vô miệng của mình để thổi, mà để vô một cái túi. Ok, all right. Thì cái túi này nó giãn nở được. Thì khi mà mình thổi hơi đó, mình không thổi directly vô cái kèn mà mình thổi vô trong cái túi. <laughs> à. Rồi cái túi người ta mới kẹp ở ngay cái nách của người ta đó. Ok, rồi cái hơi trong cái túi này nó mới thổi vào cái kèn. Cho nên là cái hơi của mình thì mình có thể ngừng và mình thổi tiếp vào trong cái bát cho nó đầy, đúng không? Trong cái túi cho nó đầy. Xong cái tay của người ta đó, người ta cứ lúc nào cũng kẹp bên nách hết cho nên là nó ém cái hơi ra cái kèn, thế là cái kèn lúc nào nó cũng có tiếng hết. Còn nếu như mình bỏ cái miệng mình á Thì không bao giờ mà mình thổi liên tục được đúng không Bởi vì mình phải ngừng để lấy hơi mình mới thổi được tiếp chứ Nhưng khi người ta thổi vào cái nó cũng giữ cái hơi lại Và trong lúc cái thời gian mà người ta lấy hơi á Người ta lấy cái tay người ta kẹp để cho cái lượng hơi còn lại nó phóng ra Rồi khi nó phóng ra hết người ta lại có hơi tiếp Người ta thổi vô cái bao tiếp Understand? So that's why it's called backpipe Ok, pipe là ống, bag là cái túi. Ok. Yeah, nh nhưng mà vẫn phải bù lại, nhưng mà phải khi mình bắt đầu á là mình phải thổi lên cái hơi rồi cái túi nó phải đầy lên rồi nó mới ra được cái tiếng kèn không? Cái đó nó gọi là buffer. You understand? Cái đó nó gọi là buffer. Giống như mình coi video internet trên internet cũng vậy. Mình coi liền đâu có được đâu, nó phải buffer trước có nghĩa là nó phải download trước khoảng bao nhiêu megabyte đó rồi từ đó mình mới bắt đầu mình coi được cho nên lúc nào mình lên YouTube mình cũng coi là cái cái download cái buffer nó chạy trước khi mình coi okay. ai không tin đi lên mở YouTube thử coi coi nó có một cái vạch màu gray ok màu gray nó chạy trước khi là mình coi được Alright. Um, thế lúc nào hết hơi là trong túi không được nữa không khi mình khi mình lấy hơi đó trong túi nó vẫn còn hơi, cho nên người ta mới phải kẹp ở bên nách là như vậy đó. Khi mình hết, khi mình lấy hơi, thì cái túi nó vẫn còn hơi, thế là người ta kẹp để người ta play cái tiếng nó vẫn ra Xong khi người ta lấy hơi người ta bắt đầu nó thổi vào tiếp. Đó. Thì cái túi này là một cái túi đặc biệt right. Hơi chỉ có vào và ra cái đường kèn thôi Chứ nó không thể ra ngược lại cái đường thổi. Khi mình bơm hơi nó vô bánh xe đạp nhưng khi mình rút cái cán bơm lên đó, hơi ở trong bánh xe đạp nó không chạy ra ngoài bởi vì nó có một cái van okay? cái van này nó giữ hơi understand cho nên là mình chỉ có cung cấp cái hơi vào trong cái túi mà thôi à, và một đường ra của nó là nó chỉ ra cái kèn mà thôi cho nên ai mà lên mạng mà đánh chữ Scottish kilt you probably gonna see a man wearing a dress and then blowing a bagpipe, okay? Uh, cho nên là cái kèn nó kêu liên tục à mà nó kêu y chang là cái kèn đám ma của Việt Nam mình đó, nó cứ kêu tò te tí te hoài vậy đó. Alright, so, and then we have a uh, Thai. Thai là người Thái Lan á, ok Nó nổi tiếng về boxing, okay? Thái Lan nổi tiếng về đánh đánh boxing mà đánh theo cái chiêu mà À, tự do đó boxing tự do đánh với đầu gối nữa ok lên gối rồi đục nhau bằng bằng nắm đấm Alright, so nhớ nha khi mà mình muốn dùng một cái origin mình phải biến nó thành cái người okay? để sử dụng cái adjective đó now we're gonna move on to page 60 okay? page 60 nó nói gì some adjectives tell you the color of things. Nó okay, có những cái adjective nó nói cho mình biết cái màu của những cái sự vật hay đồ vật. Ok. À, thằng thằng bé nó nói cho cái con nhỏ là please get me some white paint. Làm ơn lấy cho tôi sơn màu trắng được không? Okay. Please get me some white paint. What kind of paint? White. So white là cái màu. Okay. The sky is gray. Oh, trời tối đen à. The sky is gray. Trời xám xịt. Okay. Now, look in the uh, word file. The sea is blue. The sea is blue. Là biển thì màu xanh. Màu xanh, đúng không? George is wearing brown shoes. Thằng George thì nó mang giày màu nâu. Right? George is wearing brown brown shoes. What kind of shoe? What color of the shoes? They are brown. Okay? Brown shoes. And then we have green apples. Táo thì có táo đỏ, có táo xanh, có táo vàng. Ở đây là green apples. Okay? I don't like green apples. Green apples tuna you. chua, okay. I like yellow apples. Yellow apples lúc mà nó còn sống sống á, ăn đã lắm, nó vừa chua chua, nó vừa ngọt ngọt. And um, they're saying carrots are orange. Now, cái chữ orange mình thấy không? Nó không gọi là orange carrots, bởi vì carrots thì phải là màu orange rồi, cho nên không ai mà nói orange carrots cả, okay? so mình không nói là orange carrot mà mình kêu là carrots are orange understand? mình không nói là uh, cà rốt vàng, uh, cà rốt cam chứ. tại vì cà rốt thì nó màu cam rồi, ok? mình chỉ nói là cà rốt màu cam chứ mình không nói là cà rốt cam, ok? táo ấy, thì nó lại có nhiều màu cho nên mình nói là green apples, red apples and yellow apples Okay. Rồi, right. flamingos are pink Ok, flamingos thì nó phải màu pink Không có ai nói là uh, pink flamingos Tại vì con flamingos nó chỉ có một màu thôi, đó là màu pink <laughs> Chừng nào nó có green flamingos Thì lúc đó mình sẽ nói là pink flamingos and green fl flamingos okay. Có ai biết con flamingos không? Flamingos nó gọi là con hồng hạt á Hồng hạt okay. Tại nó màu hồng đó Mà nó họ hạt Cho nên nó kêu con hồng hạt Cẳng nó rất là dài okay. We have eggplant Eggplant là cà giá dê ok? Egg Eggplants okay. Egg, eggplants Cà giá dê <laughs> Có ai biết cà giá dê không? nếu mà chưa thấy ra sở thú Hà Nội hình như có đó lúc tôi đi ra cái sở thú Hà Nội tôi thấy đó nhưng mà trời tôi nói à tôi đi ra cái hạ sở thú Hà Nội mà tôi sợ muốn gần chết bởi vì nó dơ giấy bẩn thiểu trời ơi sở thú của Hà Nội mà so với sở thú trong miền Nam thua một trời một vực okay explain um, là cài giấy dê có ai biết cài giấy dê không thì nếu không biết giái dê như thế nào thì ra một là nhìn con dê, nhìn vào giái nó, hai là nhìn cái trái cà đó, rồi bị rồi tưởng tượng ra cái giái con dê nó nhìn giống vậy. Ok. Thì cà giấy dê thường thường nó màu tím, nướng với mỡ hành rồi ăn với bi, uh, thịt bò bí bí tết. Bí tết hả? Gọi là bí tết hả? Rất là ngon. Ok. Uh, có người người ta làm như thế này nữa Người ta sẽ đôi cái cà giấy dê đó ra Người ta Người ta xào nó lên uh, Bằng dầu Rồi người ta mới kẹp shrimp đó. Shrimp mà người ta sai lại Thành cái bò đó Người ta nhét nó ở giữa Và người ta ăn Really good Ok Ăn với lại hành lá mà Làm nó ra rồi đó Thì rất là ngon Ok Eggplants are purple. Okay? Eggplants are purple. Roses are red. Okay? Bông hồng thì màu màu đỏ. Bông hồng màu đỏ. À, có ai thấy bông hồng xanh chưa? Nhà tôi có đủ đủ hết màu hết. Nhà tôi có một cây bông hồng màu xanh nè. Một cây bông hồng màu tím nè. Một cây bông hồng màu vàng nè một cây bông hồng màu đỏ mà màu đỏ nhung nó đẹp lắm cây bông hồng màu đỏ nhung rất đẹp tôi vẫn thích bông hồng tím uh, và một cây bông hồng màu hồng <laughs> có bao nhiêu đó đó bông hồng đen thì dễ lắm để cho nó thúi đi hồi nó ra màu đen à ok um, so it's really nice ok very nice oh yeah quên mất có một cây bông hồng màu này nữa là rất là đẹp luôn mà tôi không biết có ai thấy chưa đó là bông hồng màu cam các anh thấy bông hồng màu cam chưa really nice okay để uh, it's very nice okay đây ấy, hả đây mà phải đi mua hay là nhà mình trồng thấy màu vàng hả? nhà tôi hình như có đủ hết màu luôn á tại vì ba má tôi khoái trồng hoa cho nên đủ thứ màu ok so uh, người ta nói roses are red nhưng mà khi người ta nói đến hoa hồng thì thường thường cái màu đầu tiên đập vô mặt mình là màu màu gì khi người ta nói đến hoa hồng màu gì màu hồng chứ hả hoa hồng thì phải gọi là màu hồng chứ that's that's why you call it hoa hồng right Làm sao kêu màu đỏ <laughs> right. Actually hoa hồng thì là màu đỏ ha okay? khác. I don't know. Thông lẽ người ta phải kêu là hoa đỏ chứ sao kêu hoa hồng ha. Tôi cũng biết là uh, tại sao mà người ta lại uh, came up with that. Tại màu đỏ là một popular, right? Most most hoa hồng là màu đỏ rồi. Right? Còn mấy cái màu kia thì mình hiếm thấy nhưng mà nó cũng có. Ok Không có ai bởi vì không có ai nói mà ừm um, không có ai nói mà green green rose bây giờ cả anh nhỉ cái gì tiếng trung quốc đó, hả? tiếng trung quốc hồng là đỏ hả tiếng trung quốc gì hồng là tiếng việt nam mà hồng đâu phải tiếng trung quốc đâu ok hồi nào việt nam học tiếng trung quốc hồi nào Việt Nam á, là học từ tiếng Nôm, OK? Tiếng Nôm là tiếng của người Việt. Rồi Trung Quốc á, là nó bị lai like ra từ tiếng Nôm, bởi vì tiếng Nôm nó phức tạp hơn cả tiếng Hán nữa. Alright, hồi xưa ông bà đó, bởi vì nó khó quá, cho nên là về sau này nó mới, nó mình mới có tiếng Việt này để mình nói là do ông cha người pháp ông tạo ra bởi vì tiếng nôm của mình khó quá cho nên người ta bị mù chữ nhiều quá bạn muốn là học được tiếng nôm đó bạn phải học hết bộ chữ hán rồi bạn ghép thêm một với một bộ chữ khác nữa thì nó mới ra tiếng nôm ok, okay. bây giờ mình đi qua trang số uh rồi sao mà rốt thế bây giờ mình đi qua trang số 61 ok 61 um, mình sẽ có cái box đầu tiên nó nói gì nè ha some adjectives tell you the size of the nouns to describe hồi nãy nó nói về màu nó nói về nguồn gốc rồi đúng không nó nói về origin nó nói về color bây giờ nó nói về size ok cái đầu tiên nó nói về quality quality là phẩm chất nè ok cái thứ hai nó nói về origin là nguồn gốc nè cái thứ ba nó nói về color là màu bây giờ cái thứ tư nó nói về size có nghĩa là kích cỡ Đấy, right, kích cỡ ví dụ như một trái mình ngó xuống một cái trái kinh khí cầu right trái kinh khí cầu nó gọi là balloon đó, balloon nữa okay. à, trái bong bóng tiếng việt của mình á, thì mình gọi là bong bóng đúng không còn cái trái kinh khí cầu á, thì mình không gọi là bong bóng mà mình gọi là trái kinh khí cầu right oh khinh khí cầu chứ hả right it's a kh it's not k alone by itself right khinh chứ không phải là kinh đúng không đừng nói là không biết nè OK. Rồi trái khinh khí cầu này á, tiếng việt của mình nó gọi là khinh khí cầu, chứ nó không gọi là bóng bóng. <laughs> Nhưng mà tiếng mỹ nó cũng gọi là balloon. <cười> OK, <cười> nó cũng gọi là balloon. Mà trái bóng bóng nhỏ nhỏ mình chơi mà nó bay, nó cũng gọi là balloon luôn. OK, a huge huge balloon. Thì cái chữ huge này nó thuộc về size. OK, bự, to, nhỏ nó gọi là huge. Rồi bây giờ mình thấy một cái ông đô vật của người Nhật Bản Nhật Bản cái okay. Mà ông ta có cái bụng bự ha Thì mình kêu ông ta là gì? A fat Fat sumo okay, Fat sumo wrestler okay. A fat sumo wrestler Rồi bây giờ mình ngó xuống dưới mình thấy có thằng này nó nó gầy mà trơ xương hen mình cậu mình cậu hắn là gì a thin boy okay. a thin boy được right chưa thin có nghĩa là gầy á thin là bị gầy ok boy là con trai cái thằng con trai mà gầy thì kêu là a thin boy and then you're gonna see the last picture With a man is not very tall, we call a short man. Okay, Nấu lồng á, kêu nấu là short á. Okay? Short. A short man. Alright? Rồi, bây giờ mình ngó xuống cái box kế tiếp nè. Did you know? Okay? Did you know? Bạn có biết? bạn có biết về cái gì? The word tall describe people and narrow. Upright objects. Bạn có biết là cái chữ tall đó nó dùng để describe người là một nè hay là những đồ vật mà nó hẹp và nó đứng thẳng lên à, nhớ nha chữ to này bạn chỉ được áp dụng cho con người hoặc là những cái objects mà nó hẹp và nó đứng thẳng nó dựng thẳng đứng lên được cái thang mình có thể nói là cái tall tall ladder ok tại sao yes because it's narrow and it's upright. Đó người ta nói cho mình nè, những cái object nào nó narrow và nó upright thì mình có quyền được dùng chữ tall. Okay? Like what? Like building. Can you say a tall building or a high building? Which one? Thì bây giờ người ta chỉ cho mình nè. Which one? If it's narrow and it's upright. Okay? Yeah, mình có thể dùng được ha. Tại sao một cái building mà nó cao thiệt là cao Nó đứng upright có nghĩa là đứng thẳng chọc trời lên vậy nè Thì có phải bề ngang mình sẽ nhìn thấy nó nhỏ Thì lúc mình sẽ nói nó là tall building right? A very tall building Nhưng mà khi mình nói this building nó cao quá Thì mình kêu là this building is very very tall right Or you could say this building looks looks what? Looks so high or looks so tall? What do you think? I will use the word tall. I wouldn't say a building is too high. Okay? But if I talk about if I talk about one of the floors. Nếu mà tôi nói về một trong những cái tầng của cái building đó đó thì tôi sẽ nói nó là high. Tôi không nói là tall. Okay? Understand now? Tòa nhà nếu mà tôi nói chung quy một cái tòa nhà thì tôi sẽ nói cái tòa nhà đó là nó tall. Okay? Nhưng tôi nói đến cái tầng Ví dụ tôi nói tầng 51 nó cao quá đi Thì tôi sẽ nói là Floor 51 is too high Okay, I can't climb uh, I can't climb up there Okay Tôi nói là cái tầng thứ 51 nó cao quá Tôi leo không tới Okay thì Lúc đó mình sẽ không nói là Floor 51 is too tall for me You're not gonna say that Okay, you're gonna say it's too high for me All right? Okay. I'll be right back. Yeah, Daddy new Na-na. phanh khuyên nhỏ giang long mật như tơ ông gọi dạ bảo vâng nó mới là con ngoan nhất nhà cục gì mà kinh kinh nhất xin thưa rằng cục 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 thằng này hôm nay nó bị ăn nhầm phải phân chó hay sao mà nói linh tinh thế ok để bây giờ nhé bây giờ test nhé thế thì ngọn núi chúng ta sẽ nói là nó nó to hay là nó hai rồi có người nói to có người nói hai Thế tại sao đa số lại nói hai mà không nói to? Tại sao ngọn núi không dùng to được? Why? Because nó không có nó không có gì? Nó không có narrow. Okay? It's not narrow. Nó thẳng đứng nhưng nó không có narrow nó lại tròn nó mập đúng không? tròn quay và nó mập, cho nên là mình không thể nào mình dùng, không, mình không dùng được. núi thì phải là hai, chứ mình không có nói là núi là to được cả. nhớ là người ta nói là gì? to chỉ dùng cho những upright objects that are narrow, okay? that are narrow only. Alright, so it's not narrow, so you can't use that. Alright. So can you say a tall girl? Mình có thể nói là tall girl được không? Được. Thế mình có nói là high girl được không? <laughs> high girl có được không? <laughs> không được. Bởi vì chữ tall nó describes chữ tall nó, nó dùng để describe chữ tall nó dùng describe cái gì người okay the word tall describe people remember that it can be used to describe objects if that object is narrow and upright okay alright nói chung là như thế này khi chúng ta dùng cho vật thể thì chúng ta dùng chữ hai khi nào nó tạo ra một khoảng cách khoảng không giữa mình mà mình phải ngước lên mình nhìn thấy cái vật thể đấy nhá nó tạo ra một cái khoảng không ví dụ như bây giờ mình đứng ở chân một cái um, một cái building là một cái tòa nhà nhé bạn có được có một cái cảm giác có khoảng không từ dưới chân tòa nhà cho đến nóc tòa nhà bạn có thấy được có một cái khoảng cách không có không? Có à? Hay thế. Tại sao có khoảng cách được nhỉ? Tòa nhà nó có cái chân của nó, tôi nói này, từ cái tòa nhà nó có chân này. Nhìn lên đến chóp này, mình đâu có thấy một cái khoảng cách đâu, mình vẫn đứng cạnh tòa nhà cơ mà. Có đúng không? <laughs> Có nhận thấy là đúng như thế không? Mình đứng ngay cái tòa nhà, mình nhìn từ cái từ cái chân của tòa nhà cho đến cái nóc của tòa nhà. Mình không thấy khoảng cách nhá. Bởi vì cái tòa nhà nó là một khối xi măng mà. Right? Nó là một khối xi măng. Nhưng nếu bạn nhìn vào trong cái chóp của tòa nhà đấy. Bạn đứng ở dưới đất và bạn nhìn vào cái chóp tòa nhà. Thì bây giờ cái object của mình nó sẽ là cái chóp chứ nó không phải là cái building nữa. Lúc đấy mình sẽ thấy một cái khoảng cách Từ cái con mắt của mình cho đến cái chóp Đúng không? Thì cái chóp của tòa nhà ấy Is too high above Ok To way way up high there okay. Nhưng cái building thì bạn không thể nói là Cái building nó high high up there Ok Can't say that Right Bởi vì cái building nó có chân cơ mà okay, See cũng cùng một thứ nhưng mà mình không biết phân tích mình sẽ bị lẫn lộn và từ đấy trở từ đấy nó làm cho mình có một cái một cái nhận một cái nhận diện bị sai ôi rồi ôi nói mà không hiểu rồi bây giờ này ok bây giờ tớ làm cái này cho dễ hiểu nhé bây giờ cứ tưởng tượng như là Uh, cái, cái building nó như là một cái cột cờ đi ok cột cờ rồi bạn có bao giờ bạn đứng ở cạnh cột cờ chưa rồi ok bạn đứng cột cờ bạn ngước lên bạn nhìn cột cờ thì bạn có thấy là cái gì bạn thấy cái gì nếu bạn đứng gần cột cờ rồi bạn ngước lên bạn thấy cái gì Thấy cái lá cờ, lá cờ nó treo ở đâu? Treo ở trên đỉnh của cái cột cờ đúng không? Ừ đúng rồi Thế thì khi mà bạn nói Ồ cái cột cờ này hai quá Bạn nói là This flagpole Cái flagpole là cái cột cờ nhé okay. Bạn nói là This flagpole is too high Thì hoàn toàn là sai bởi vì cái flat pole bản thân của nó Nó không có tạo ra một cái khoảng không giữa cái con mắt của bạn khi bạn nhìn lên Bạn nhìn lên và bạn thấy cái lá cờ hoặc là cái đỉnh của cái cột cờ Thì hiện tại bây giờ bạn đang nhìn cái đỉnh của cái cột cờ nhé Ok Like the, the top The top có nghĩa là cái đỉnh của cột cờ thì khi đấy cái mắt của bạn nó nhìn vào cái đỉnh của cột cờ nó tạo ra một cái khoảng không. Lúc đấy bạn sẽ nói là the top is too high up there. Okay. The top is too high up there. Nhưng mà mình lại không nói là too tall up there. Bởi vì con mắt của mình đang nhìn vào cái đỉnh của cái cột cờ. Hiểu chưa? Còn bây giờ mình 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 đứng mà mình so mình với cái cột ấy. Thì cái cột nó có cái chân nó chạy dài xuyên suốt từ chân cho đến cái top luôn. Thì nó không có tạo ra một cái khoảng cách được hết bởi vì nó đặt Nó không có một cái không không gian giữa cái mắt mình mình nhìn. Cho nên là cái cây cột thì mình lại nói là the fact pole is too tall. Ok. Đấy mình nói là too tall. Understand? Khi cái gì mà nó mình dùng chữ hai được ấy, thường thường nó có cái cảm giác như nó có cái khoảng không giữa mình và cái vật thể mình đang nhìn hiểu không mà mình mình phải nhìn lên kìa thì nó mới dùng chữ hai được chứ mình nhìn ngang thì nó không có dùng chữ hai được understand ok rồi um... dạ hiểu mà diễn đạt khó hiểu thế bạn có biết diễn đạt hay không bạn britney sau khi nghe tớ giải thích đã hiểu được rồi bây giờ bạn có biết cách nào diễn đạt để cho nó dễ hiểu hơn không bạn biết thì mình xin mời bạn lên và bạn diễn đạt cho mình nghe tiện mình học luôn cách diễn đạt của bạn tho thì nó dài à ồ thế cái con sông dài mình có nói nó tho được không bạn tho nó dài thế con sông dài mình có nói là cái sông nó to được không ạ à bạn nói to thì nó dài ôi rồi ôi. thế à ồ thẳng đứng à tho thì nó dài thẳng đứng bỏ thêm cái chữ nếu mà to thì nó phải dài và thẳng đứng Hồi nãy mình đã nói rồi đấy, nó phải là narrow and upright. Tiếng Anh mình đã giải thích như thế rồi, đúng không? Nhưng mà cái chữ to đấy mình không không cần biết. Tớ đang giải thích là chữ hai đấy, ờ, chữ hai thì nó cao đúng không? Nếu bạn giải thích chữ hai là nó cao đúng không? Nhưng mà nó chưa đủ, bởi vì tòa nhà nó đứng cao như thế đấy, tại sao mình không dùng là hai? Right? hai thì cao nhưng mà tòa nhà nó cao đấy nhưng mà nó không gọi là tòa nhà cái this building is high you don't say that cho nên là đấy là lý do tại sao tớ phải ồ oh, không có chân nữa tại sao không có chân nhỉ thế bây giờ nha tớ treo một object nó có cái chân mà nó bị treo tít trên cao nó có chân đấy thì mình có nói nó là ấp hai được không ạ ví dụ một con diều hình người chẳng hạn nó có hai cái chân lòng thòng ấy thế thì chúng ta phải nói nó là à, có chân nhưng mà không được chạm đất à phải không <cười> <cười> Thì cuối cùng là tớ nói là gì? Cuối cùng tớ nói là khi nó tạo cho mình một cảm giác là mình phải nhìn lên và nó có một cái khoảng không, nó tạo ra một cái cảm giác như là nó có một cái khoảng không giữa con mắt của mình và cái vật thể đấy thì lúc đấy mình sẽ dùng chữ hai. Understand? Còn cái ví dụ khi mà tớ đưa ra để tớ cho mọi người coi ấy để mình đừng có bị gọi là ngộ nhận mình đừng có ngộ nhận tớ đưa ra cái building bự thật là bự để cho mọi người đừng có ngộ nhận là như thế một cái building nó thật là bự đấy nó thật là cao đấy nhưng mà khi nói về building thì chúng ta thấy không cái building nó nối liền từ dưới đất chạy thẳng lên trên và mình đứng cạnh bên nó đấy chính là cái lý do tại sao mình không có nói nó hai được bởi vì khi mình nhìn vào cái building mặc dù là mình ngó từ chân cho đến đầu đấy nhưng mà mình không thấy có một cái khoảng khoảng không từ cái chân nó cho đến cái đầu kia Đấy, cho nên mình phải nói cái building đấy là một tall building understand right ok rồi và cái chữ tall này nó đã nói cho mình rất là đặc biệt chữ tall này mình trùng chỉ dùng để describe what is only used to describe people ok people If you wanna use it on objects if you want to use it on object, that object needs to be what? Needs to be narrow and upright. Okay? So you better pay attention to whatever it's written there. Okay? Oh bây giờ mình có một cái kệ sách okay now we have a kệ sách nó gọi là cái bookcase em vẫn nghe hai building à ai nói em là hai building đấy <laughs> người thượng nói tiếng anh à <laughs> em em nghe, em nghe uh, ai nói là có cái hai building ở đâu trừ khi cái hai building cái building ấy được xây trên mây nhé bạn nhé ví dụ như bây giờ bạn ngồi dưới mặt đất này rồi trên mây đấy nó họ xây một cái lâu đài cho ngọc đế ở đấy thì bạn nói mới là I saw a building up high there ok không có nói là à, à không có người, người nào mà nói là hai building cả giáo viên viên <laughs> Ồ <laughs> oh, đúng rồi bạn nghĩa nguyễn bạn đang ở việt nam có lẽ là bạn ấy nghe giáo viên việt ok ít nghe thấy tall building really <laughs> Thế rất là tội nghiệp các bạn Nếu mà các bạn sống ở Việt Nam mà các bạn nghe cái tiếng Anh như thế Các bạn chết hết <laughs> Oh, um, but I told you, I told you already. Cái uh, nếu mà theo cái nghĩa của Piglet, that Piglet nói là I usually based on something that based on the ground, or a floor and stretches up you tend to use tall right but it doesn't work with the mountain okay because the mountain it based on the ground and it stretches all the way up high but we don't call the mountain is tall we call it mountains high but we nó nói chúng ta làm sao cái mountain nó không có narrow if something is narrow compared to okay height của nó, bạn nhớ nhé cái mountain ấy thường thường ấy, nếu mà bạn đi cái cái diện tích của cái chân của nó và cái độ cao của nó ngang ngửa gần gần như nhau đấy cho nên là khi mà bạn muốn dùng cái chữ to cho một cái object ấy cái object đấy nó phải narrow so sánh với chiều cao của nó nhé chiều cao của nó mà với lại cái độ mập của nó đấy mà khác biệt nhau thật là nhiều nhé nhớ thì mình sẽ dùng được chữ to có nghĩa nó phải narrow và nó phải upright nó phải đứng thẳng lên ấy mình mới dùng chữ to được nhé mấy nếu mà nó đứng mà nó cong cong ấy mình cũng không có dùng chữ to được ok rồi còn cái chữ hai mình cứ khi nào mình thấy có một cái feeling cho mình là có cái gì đấy nó 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 mình nó làm cho mình phải ngược ngước mắt lên trời này cái thứ hai nữa là từ cái tầm mắt của mình nhìn vào cái vật thể đấy nó là một khoảng không này thì lúc đấy nó sẽ là hai. Ok. Giống như bạn thả diều. Ok, bạn thả con diều. Mặc dù con diều nó được giữ lại với bạn qua một cái sợi dây nhưng khi bạn nhìn bạn nhìn con diều chứ bạn đâu có nhìn sợi dây đúng không ạ? Dạ right. Khi mình thả diều mình có nhìn dây không hay là mình nhìn diều? <laughs> ok thì chúng ta sẽ nhìn diều thế thì chúng ta sẽ thấy có một khoảng cách từ từ con mắt của mình và con diều ấy thêm cái bạn kia nhìn cả hai nữa bạn đừng có bệnh vừa thôi bạn ngắm diều thì bạn phải coi diều chứ tại sao bạn lại ngắm dây thế bạn đi ngắm dây à <laughs> có anh ngắm dây không hay là chỉ ngắm diều ok <laughs> mình xem dây có sắp đứt chưa ấy là chỉ là lúc đấy mình đâu còn ngắm diều nữa mình chỉ ngắm dây thôi ai lại lúc đấy thì mình đâu có ai nói là ngắm diều bao giờ phải không đấy chính ngay cái, cái câu của bạn bạn viết này. xem dây có đứt chưa có nghĩa là bạn đang xem dây có này người ta đang nói là ngắm diều cơ mà <laughs> vậy thế thì khi chúng ta ngắm diều ấy thì chúng ta sẽ dùng là con diều nó up high in the sky, right? Chứ mình không nói là up tall in the sky, right? The kite is up high in the sky. Okay? The kite the kite is up high in the sky. See? Chứ mình không nói là the kite is up tall in the sky. <laughs> in the sky, okay? You cannot say that. Got it? Rồi, bây giờ nhé. Tớ tới cho thêm một ví dụ này. Ok. Bây giờ bạn treo 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 treo, treo lên trên chèo um, treo lên cây đa nhé. Bạn treo lên cây đa bạn nhìn xuống. Ok. Thì bạn thấy cái đứa em của bạn nó ở dưới gốc đa nó nhỏ xíu xíu à? nó kêu Trời ơi tao chào tao tao đứng trên này tao cảm thấy mình cao quá. Ok, tao đứng trên đây tao cảm thấy mình cao quá. Thì lúc đấy bạn sẽ dùng cái chữ gì? Sai hết. tao đứng trên đây tao cảm thấy mình cao quá lúc đấy sẽ dùng chữ tall why bởi vì khi nó đứng trên đấy cái thân cây nó đã nối liền với cái cẳng của nó và nó tạo nên là một vật thể cho nên nó cảm thấy là nó tall và nó là một person chứ nó không phải là một object nếu như thế thì mình mình đâu cần phải nghĩ nhiều nữa làm gì bởi vì nó là một con người mà khổ ghê rồi nó đứng ở trên cây nữa rồi nối lại cái cảng của nó như thế thì nó phải là phiêu to chứ tại sao nó lại phiêu hai được <laughs> nó mà phiêu hai không lẽ nó đang chơi thuốc à hay là nó đang cắn đá ôi rồi <laughs> thấy chưa càng cho nhiều ví dụ thì càng thấy mình miên man có phải đấy không Tớ mà càng cho nhiều ví dụ mà Mọi người càng thấy miên man ra phải không <cười> 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 Nhưng mà tớ cho ví dụ như thế Để mà Để mà thấy nhiều cái trường hợp như thế Để mình biết mà mình dùng cho nó đúng Nhá Rồi nhưng mà nếu mình thấy một người lên trên Thì mình thấy lên cao Hay là mình thấy lên to hay mình thấy lên high If you throw a person up in the air Okay? You throw that person up in the air. So that person compared to you, they are at a higher higher spot, right? Okay. Thầy có nghĩa là throw ấy. Thầy Thầy là throw. Tung ấy. Uh, tung và thảy nó hơi hơi khác nhau một tí xíu. Nhá. Yeah tung nó mạnh hơn là thảy gì phải mà tung thì giống như mình, mình mình nói là mình đá cái gì đấy nó tung ra tung là có nghĩa là nó có nghĩa là nó bật ra nó bục ra right thảy nó có nghĩa là toss đúng rồi toss when you toss something up okay throw có nghĩa là quăng Yeah, when you throw a rock, mean mình, mình mình throw ấy nó có... When you throw something, you have to tell the direction, okay? If you throw, you have to tell direction. Mình nói, mình dùng chữ throw ấy, mình phải kèm theo cái direction. You throw something away, you throw something up, you throw something sideways. But when you toss something, when you tot it always goes up, okay? khi mình toss một cái gì ấy đa số nó sẽ go goes up nó give you the sense that thing gonna go up okay um, nó có một cái thành ngữ để tôi nhớ nó có uh, toss là ném nhưng mà ném theo chiều cao đúng rồi uh, tossing and turning uh, Toss and turn so tossing if you feel tossing and turning you feel uh, you feel uh, like uh, there are, there are butterflies in your stomach okay when you toss tossing and turning là khi mình thấy lòng mình của mình nó rộn ràng nó dạo dực đấy gọi là tossing and turning em ruột tiếng việt gọi là lộn ruột đấy Đó, à, lộn nó lên đấy lộn ruột lên All right, that's enough, right? That's enough for tall and uh, tall and high. Hồi nãy cái bạn nào hỏi cái câu đấy đấy. Hồi nãy người nào hỏi câu đấy nhỉ? Ai hỏi cái câu làm sao dùng chữ hai high and tall? Đứa nào hỏi mà còn quên không biết đứa nào à? Không nhớ à? Lại có đứa nào nó hỏi to với hai dùng làm sao ấy? Ok Ôi dồi ôi. Thế thì cái đứa hỏi thì nó không có ở đây Khổ thế <laughs> Để cho mấy Cái người hỏi lại không có ở đây Để mấy con vịt nó nghe Okay, now. nó The word high describes bigger and wider objects that reach at great height. For example, you can say, but then when I give you uh, something, um, something else to have a a better sense of when to use what. Okay. I, nó cho mình biết thêm là những cái mà nó 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 cao mà nó lại rộng thì mình sẽ dùng chữ hai thí dụ như là bức tường nhé bức tường bức tường thì thường thường nó dài thấy không nó dài ra và nó cao lên mình không thấy nó hẹp được bởi vì bức tường thường thường mình xây nhà đấy nó bị bịt hết bất bà nó rồi thế là mình không nhìn được cái cạnh của nó cho nên là mình không thấy thế là mình chỉ thấy được cái chiều dài của nó thôi cho nên nó gọi là wide ok và mình thấy nó chiều cao của nó wide and tall ok therefore mình phải dùng chữ high ok a high wall chứ mình không nói đôi khi chúng ta cũng có thể dùng cái tall wall được ok nếu như cái wall đấy nó bị ngắn nó không có wide ok nếu cái wall của mình mà nó nó chỉ như cái cột ấy mà mình sử dụng nó như cái wall ấy, thì mình có thể nói như thế được. A tall wall. Okay. But usually people use high wall, okay? Bây giờ mình qua trang số 62, trang 62 nhé. Trang 62 nó nói gì? Numbers are adjectives too. They tell you how many people, animals or things there are. Sometimes they are called Adjectives of quantity, okay, of quantity. Nó nói này, số cũng là tính từ. Nó nói cho bạn biết là có bao nhiêu người, bao nhiêu con vật, bao nhiêu đồ vật, Ok Đôi khi thì nó còn được gọi như là adjectives of quantity, quantity tiếng Việt gọi là số lượng nhé, yeah, số lượng. Rồi. Now look at the first picture. What do you see there? You see a giant, right? A giant when you count, you call one giant, two giants, right? So you see one giant there. Okay? One giant is showing you the the quantity. All so right. Giờ mình nhìn thấy có hai vị hoàng tử. Mình got là two princes. Two princes. See? hi vị hoàng tử. ba cô công chúa gọi là ba cô công chúa gọi là gì ai biết ba cô công chúa gọi là wrong sai rồi sai sai hết ba cô công chúa gọi là gì có ai biết không Chả biết à Xồm thế Sai hết Ba cô công chúa gọi là king Ok Con của king thì gọi là công chúa Mà ba công chúa thì phải gọi là king Ok Vua thì mới đẻ ra công chúa chứ Ai mà lại đẻ ra công chúa bao giờ Thế mà cũng đòi <laughs> Ok Rồi chúng ta có ba nàng công chúa xinh đẹp Đi trong vườn nắm tay nhau dạo chơi Chúng ta gọi là three princesses. Okay, three princesses. You still remember how to pronounce prince and princess? Right? new Hoàng tử thì got a princess. Mình xuống âm princesses. Okay, princess, chúng ta phân biệt uh, chữ princess và princess. Okay, princess là công chúa. Tại sao không? Hai cô công chúa mình cũng gọi là two princesses. Ai nói là sân là chúng ta không gọi thế? Trong sách à? <laughs> trong sách nào nói sách nào thế cái bạn sân này đọc có học sách sách mà <laughs> sách của tớ à có thấy không <cười> <cười> Sách của tớ nó dùng chữ Three Princesses mà Ôi dồi ôi sao kêu em nhầm <laughs> Em nhầm đẻo à <laughs> Em nhầm đẻo thế Đã thế còn gieo tiếng ác cho tớ là sách của tớ đấy. Ok Rồi bây giờ chúng ta nhìn <laughs> Ôi dồi ôi nhìn nhầm hoàng tử với công chúa là chết rồi Công chúa nó có hai cái đồi núi ngay trước ngực to thế kia Hoàng tử làm gì có rồi um, bây, giờ, <laughs> bây giờ mình nhìn xuống là mình có nàng tiên cá nhá, mình có một hai ba bốn nàng tiên cá này, tiên cá nó gọi là mermaids, ok, mermaids, thấy bốn nàng tiên cá chúng ta gọi là four mermaids, right? Four mermaids, có bốn nàng tiên cá. rồi năm uh, con mụ phù thủy, chúng ta có five witches, five witches sáu nàng tiên bé, bé, tí kìa six fairies six fairies bảy bảy uh, con elves seven elves okay. bảy con elves con elves này không biết tiếng việt nó gọi là con gì nhỉ chín uh, chú lùn chín chú lùn gọi là nine drops okay nine drops nó cái là Dwarfs ok dwarf dwarf là một đứa Dwarfs là nhiều đứa nhiều đứa luôn thì gọi là Dwarfs ok cái chữ d này và cái chữ w này um, nó almost chạy qua bên chữ d ok rồi cái âm r âm a r f nó thành wolf wolf ok dwarf okay Hobbit là con gì ấy Thì cái giống Hobbit thôi Hobbit nó là cái con mà Ở trong phim uh, Lord of the Rings Sky, coi, coi phim đấy không Nó lùn lùn, mắt nó lồi Chân tay nó quèo quào Như con nhái ấy <laughs> Rồi người của Người Hobbit, Hobbit á Thường thường nó là Giống như ông vịt ấy Nói chung là mấy cái này mình muốn tưởng tượng ra mình phải coi phim nhá Đấy là những cái giống người Đấy mình coi cái trong cái phim đấy Thì mình cứ thấy cái giống người nó là như thế à, Thì gọi là như thế là mình nhớ thôi Chứ mà nó đâu có xuất xứ từ Việt Nam đâu Cho nên là tiếng Việt của mình không có từ để miêu tả Bạn hiểu không? Ví dụ bây giờ cái mắm tôm ấy, nó xuất xứ từ Việt Nam đúng không? Bạn có translate nó qua tiếng tiếng Mỹ, người ta cũng không hiểu nó là cái mắm loại gì. Đúng không ạ? Nhưng mà người Việt bạn nói mắm tôm là làm bạn biết ngay nó là cái mắm gì. Chứ bạn nói mắm tôm làm từ con tôm ra ấy, thí, thí dụ người ta nhìn thấy con tép người ta cũng tưởng con tôm, người ta không biết. Nhưng mà người Việt Nam thì kêu mắm tôm này là biết, mắm tép là biết này. Ôi ơi chữ đấy mới nói xong rồi lại hỏi ngay cái thằng này bị tai lãng à Có bị lãng không Khổ quá Mệt tớ ghét nhất là mấy cái đứa không học Ngồi học không chịu nghe Mà cứ ngồi lo ra xong rồi cứ hỏi đi hỏi lại Không biết đọc ấy à Không biết đọc thì lên tự điển bấm ra cho nó đọc <laughs> Đọc là dwarfs, ok, dwarfs. Rồi um, bây giờ chúng ta đi qua cái hình kế tiếp mình có um, mấy cái con thú mà mà nó được nhồi bông ấy thì nó gọi là puppets, thú nhồi bông nhá. Gọi là puppets, eight puppets. Nine dwarves, eight puppets, uh, và chúng ta có ten angels. Okay, angels là uh, thiên thần này. And then so on and so forth. Okay, khi chúng ta có nhiều hơn một thì chúng ta phải viết là số nhiều cho những cái nào mình học rồi gì đúng không? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toàn là số đếm thôi nhé. À, uh, 20 con bướm bướm. À, uh, 19 con thạch sùng. 18 con kiến. 17 con mèo con này. Và 16 con uh, ốc sên. 15 con con ếch. Con ếch. 14 con chuột và 13 con chim, 12 con ngỗng và 11 con gà. <laughs> Tôi mới chẳng thấy con cào cào đâu cả. Nó không có con cào cào. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua trang số 63. Trang 63 nó nói gì? 63 nó nói như thế này other adjectives tell you something about quantity without giving you the exact number. Nó nói là có những cái adjective nó chỉ ra cái số lượng đấy nhưng mà nó không cho mình biết uh, là bao nhiêu cả. Nhá. Yeah. Ví dụ như "tách lắm. Đấy, nó cũng cho ra số lượng nhưng mà rất là nhiều nhưng mà nó không nói là bao nhiêu sách. Đấy chính là a lot of. Ok. Bây giờ bạn biết chưa cái cụm a lot of nó là nó là gì? Cái cụm từ a lot of Nó gọi là gì? Thối Nó gọi là adjective Nhiều 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 cái con mẹ gì Nó gọi là adjective Ok A lot of books Mới học xong Mới cho cái định nghĩa xong hỏi Cái là không không biết ngay lập tức Nó nói này Other adjectives tell you something about quantity Without giving you the exact number. nó nói là có những cái adjective mà nó cho mày biết là số lượng là bao nhiêu. Uh, cho mày biết về số lượng nhưng nó không cho mày một cái số chính xác là bao nhiêu. Yeah? A lot of books. So a lot of nó là một adjective. Or some soldiers. Some soldiers. Some ở đây nó cũng là một adjective. Okay? a few cups a few cups một vài một vài cái tách thì nó gọi là a few few này cũng là adjective or now look at the uh, look at the uh, word bank okay a little ice cream little cũng là một adjective nó không biết là ít mà ít là khoảng bao nhiêu nhá yeah? little rice not many people too much salt lots of insects plenty of money some food any milk okay a few puppies now did you know adjectives that tell you about quantity are also called quantifying determiners okay bạn có biết rằng những cái adjective mà nó nói về cái số lượng ấy, thì người ta cũng gọi nó là quantifying determiners Okay. Determiners có nghĩa là người quyết định, đúng không? Cái vật gì quyết định ấy thì nó gọi là determiners, ok? Quantifying, quantify là một động từ muốn biến nó thành một tính từ mình đã học rồi. Mình cộng cái gì vào? Có ai nhớ cái bài Loving không? Caring, remember? Muốn biến một động từ thành một tính từ, mình thêm ing vào, đúng không? Đấy thì ở trong đây mình có là quantifying, see it? Quantifying determiners. Okay? So, từ đây mình mới đoán ra thêm một cái nữa là những cái adjective mà nó chỉ ra số lượng. Đúng không? Nó chỉ ra số lượng. Nó cũng có thể gọi là determiners. Okay, mà nó chỉ về số lượng cho nên mình gọi nó là quantifying determiners. Get it? Okay? vậy khi chúng ta nói về những adjective chỉ về số lượng chúng ta còn biết thêm một cái tên của nó gọi là quantifying determiners bởi vì những cái determiners này nó nói về số lượng understand Mẹ dốt thế người ta hỏi understand không Hỏi hiểu thì kêu hiểu mà không thì kêu không Ngồi đấy cứ như là chó nó tha mất lưỡi Cụm từ đấy mình không nên dịch bởi vì nó là cái name You understand? Từ nãy giờ tớ không có Tớ không có dịch sang tiếng Việt của những cái name Remember? Tớ thường thường tớ refer cái adjectives Tớ giữ nó là adjective Cái name mà Name thì mình nên để nguyên giống như từ hôm bữa giờ tớ dùng cái chữ nouns tớ kêu nó là nouns chứ tớ không có refer nó đến như là danh từ đúng không Is that right determiners thì nó là determiner mai mốt mình học determiner sâu vào nó là gì thì lúc đấy mình sẽ định nghĩa nó ra ok mắc công rồi dịch qua dịch lại rồi phải hiểu tới hiểu lui rồi phải nhớ cả hai tên Nhớ thì nhớ một tên thôi. Đang học tiếng Anh thì nhớ cái tên tiếng Anh đi. Nhiều chuyện. <laughs> ok. Để coi bây giờ mình có bao nhiêu cái exercise nhé. Mình có... Oh. Mình có một exercise à. Thôi làm một exercise nhé. Exercise nó nói gì nhé. Look at the underlined words in the following sentences. Do you know what kinds of adjectives they are? Thấy chưa? Học mà biết cái tên của nó thì bây giờ ấy, làm bài này mới được. Còn nếu mà dịch ra tên tiếng Việt thì thì bỏ tay nhé. Nó nói là nhìn những cái từ được gạch đít trong những cái câu sau đây. Mày có biết là cái loại adjective nó là gì không? Nhá. Number one nhìn câu số một nhé cái gì nghe điêu hơn à giọng tớ mà nghe điêu hơn à điêu hơn sao mà được bạn có trả tiền đâu mà bạn đòi điêu với không điêu học đã không trả tiền rồi mà còn ngồi đấy bình phẩm tao lại cho một cái phát vào trong cái mặt bây giờ <laughs> um, ok nói giọng bình nam Okay, number 1. Okay, bây giờ nhìn vào nhìn vào cái số number 1 nha. Nhìn vào mấy cái uh, chữ mà nó được gạch đích á. Okay, rồi cho tôi biết cái tên của nó. Mà cái tên của nó phải bằng tiếng Anh okay. <laughs> okay, number 1. <one. cười> dad has two pairs of shoes. Okay, dad has two pairs of shoes. Tên của nó là gì? Ôi dồi, có người kêu là tên của nó là number. <laughs> Hả? Phải không? Tên của nó là number. Tên của nó là Ôi, ông kia thì copy bài, ông Sunboy copy bài mang nguyên một dòng. Nó là adjective of quantity. Không có s trong đấy nhá, ông ông nội sân boy. Cái bài học của mình ấy thì mình kêu nó là adjectives là bởi vì nó giải thích trong đấy nó kêu Thấy không? Thì cho nên nó mới kêu là adjectives. Bởi vì chữ number nó là số nhiều này, numbers. Thì cái adjectives đi theo nó nó cũng phải là số nhiều như như thế. Nhưng mà về trong đây mình chỉ có một adjective thôi Thì mình phải nói nó là một Adjective of quantity Ok Understand Học bài phải ráng hiểu để ý một chút xíu nào Nghe mấy cái chữ S, 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 S nhá. Rồi bây giờ mình đi qua đến um, Cái câu số 2 Câu số 2 nó nói gì Nó kêu Oh quên không có dịch uh, câu số 1 Để dịch câu số 1 nghe uh, Dad has two pairs of shoes uh, um, Cha có uh, Cha có hai Đôi giày <laughs> Bố có hai đôi giày chứ nhỉ Bố Bố có hai đôi giày Thầy có hai đôi giày Còn còn nói tiếng người miền Nam thì kêu ba đúng không Ba có hai đôi giày Hoặc là kêu là tía Tía có hai đôi giày á. <laughs> okay. Rồi right, bây giờ đi qua câu số 2 nè. Câu số là One pair is brown and the other pair is black. Color of thing. <laughs> nó nói mình để mình coi what kind of adjective cái adjective loại này là gì of color tại trong đây mình có hai chữ hai cái adjective là brown và mình có một cái là black right black and brown so you have two adjectives they are adjectives of color alright hiểu không mình có hai cái adjective thì mình phải bỏ s vào cái chữ adjective chứ. Rồi. Bây giờ mình đi qua câu số 3 nha, câu số 3. This is a very simple puzzle. Ok. Đây là một cái puzzle rất là đơn giản. Ok. đây là một cái puzzle rất là đơn giản. Đơn giản là gì? Là không có phức tạp. Don't count. Cái gì? Quality. Adjective of quality. Very good. Of quality. Okay. Quality. Nhớ, nhớ, nhớ phát âm cái từ này nhá. Quality. Đừng có đọc là quality. Nhá. Đứa nào mai mốt mà mở mồm ra mà quality mà tớ nghe được là tớ bắt được là tớ tát cho vỡ mồm. adjective of quality quality okay um number 4 what color is the american flag Ooh, câu này lắm này adjective of adjective of origin of origin okay. Cái này là ad adjective mà nó chỉ ra cái gì? Nguồn gốc, phải không? Nó chỉ ra nguồn gốc Lá cờ Mỹ màu gì? Có ai biết lá cờ Mỹ màu gì không? Ai biết? Màu xanh, sai sai màu gì màu blue red and white ok có ba màu blue red and white ok Đố bạn có bao nhiêu sao đó Ai biết không Đừng nói năm mốt <laughs> Rồi Ai muốn học giỏi Thì google ở khác Thì sẽ học giỏi hơn Tôi cho câu trả lời Thì sẽ rốt Bởi vì chỉ có biết nghe người ta thôi Còn tự mình tìm hiểu Mình nhớ dai hơn Ok So Ok, bây giờ ai muốn biết cái lá cờ của người Mỹ có bao nhiêu ngôi sao? Khi bạn đi tìm ở trên mạng, bạn đánh tiếng Anh, cái keyword là gì? Oh, cái chuyện đó dễ òm, à. tôi mà không biết còn ai biết. Bạn Khi bạn muốn biết là lá cờ Mỹ có bao nhiêu ngôi sao, bạn đánh cái keyword Đơn tiếng Anh là gì? Numbers of states. Sai. Bạn sẽ đánh là how many stars are there on the American flag. Okay? Keyword thì bạn chỉ, bạn chỉ viết về thôi. Number of star on American flag, đánh thế, ok? Đánh vậy thôi mà nó ra một đống luôn, cái okay. number of stars, number of stars on the American flag, that's it, ok? Uh, number five, a kind fairy appeared before Cinderella, ok? Một bà tiên Hiển ra trước mặt Cinderella. This is an uh, adjective of quality, phẩm chắc, right? A quality. He's a proud man. Proud here is what? He's a proud man. Quality again, right? There is some food left. Mm, cái này hơi khó này some. sai. It's the same. the same ye. some food left. ye quantifying. okay. determiners. yeah. quantifying determiners. and. what else. tom is wearing a blue t-shirt. too easy, right? Blue T-shirt. Adjective of color. I mean when i a color of adjective, adjective itself doesn't have color. Okay. Adjective itself. Okay, adjective. No, no, what color? Oh my not a like color of adjective. Manila, like adjective of color. Okay. Um. Rồi mình có cái số 9 Không sao, viết sai thì mình mới học thêm được Còn uh, Còn mình không viết sai ra, Mình giấu dốt um, Nhiều khi mình làm dốt ra Mình không biết có ai chỉ cho mình hết Number 9 Jack has 10 marbles Peter has 20 Vậy 10 and 20 here Are Now uh, what? Adjectives of quantity. Right? Adjective of quantity. Okay. Number um number ten. How many marbles have Jack and Peter all together? How many marbles have Jack and Peter all together? Oh my goodness. Origin radar right, uh. gì đây sai hết rồi chưa ai làm đúng hết à quantifying determiner ok quantifying determiner nhầm câu cái gì không bỏ không nghe tôi đọc hay sao Ok, number 11. oh, thì ra là chưa học bò đã là học chạy, lo chạy trước, phải wow. không? There is an Indian temple in the city. Okay, có một ngôi chùa Ấn Độ ở trong thành phố. Cái adjective này là adjective of origin. Okay, origin. Ok, bây giờ bây giờ nghe cho kỹ nhé. Tớ đọc nhanh lắm rồi nói nói cho tớ biết là tớ nói sai hay tớ nói đúng nhá Ready? Are you ready? 1, 2, 3 tới đọc nhé I have two India rings Đúng hay là sai? Nhanh lên <cười> <cười> Ôi rồi mấy người kia không ai biết luôn Okay. Tớ nói là tớ có hai India rings. Ok. Câu trả lời là sai bởi vì nó supposed to be Indian rings, right? Indian rings. So, câu trả câu hỏi kế tiếp nha. Can you tell me what Indian rings are? Bạn có thể cho tớ biết Indi, Indian rings là gì không? tớ đâu có hỏi đúng hay là sai đâu tớ hỏi là bạn cho tớ biết indian ring là gì mà right right cái gì khổ quá câu trả lời là nhẫn nhẫn của người ấn độ à nhẫn nó đến từ ấn độ đúng không nhẫn nó đến từ ấn độ thì chúng ta gọi là indian ring ok right nhẫn mà nó xuất phát từ ấn độ <laughs> trả lời loạn hết như thế <laughs> nhẫn nó được làm ra bởi người Ấn Độ thì chúng ta gọi là Indian ring. Ok. Nó mang văn hóa của người Ấn Độ. Chúng ta gọi là Indian ring. Ok. Number 13. Số 13 nhé. My house is just a few miles from the school. My house is just a few miles from the school. nhà của tôi thì chỉ có vài dặm thôi. cách trường chỉ có vài dặm thôi. nó gọi là quantifying determiners. Okay. Very good. Number fourteen. They are driving a small car. họ lái một chiếc xe hơi nhỏ nhỏ. Chữ small này nó là gì? Small Size Adjective of size Ok Right em nữa là tớ đang lừa Không biết có người nào trả lời Quantifying of determine không A uh, quantify determiner Size nhé Rồi Câu cuối cùng này. sue likes those yellow and red bue <laughs> yellow and red bue so sue likes them <laughs> they are adjective of color adjectives of color okay yellow is <laughs> vui mà. Để coi các bạn có lắng nghe không Cũng có người nghe kêu là bong bóng mà Không phải búp bê à? Tớ tưởng chữ này là chữ búp bê <cười> à... <cười> Đấy các bạn có thấy không Có người ngồi lắng nghe từng chữ tớ đọc nhưng mà có người thì ngồi cứ lo hóng hóng hết hết để làm bài thôi không cần biết tớ đọc cái gì cả đây là những cái con người mà vụ lợi trục lợi mà chỉ có học lấy được thôi chứ không có học cho mình <laughs> nghe tại sao không cãi có một người cãi thôi <laughs> thấy không tớ nói là Sue likes those yellow and red book I repeat it like twice mà không có người nào cãi cả không cũng không có người nào để ý mà nói ủa cái gì búp bê là gì <laughs> chỉ có một bạn thôi là ủa bong bóng mà xin <laughs> <See now>. à <laughs> <Okay. cười> so funny you guys are so funny okay <laughs> chắc các bạn đấy không sợ chửi mọi người khác sợ bị chửi cho nên không dám nói phải không <laughs> nhưng mà tới đâu có bao giờ tới chửi ai đâu um, hết rồi thế là bài hôm nay của chúng ta đã kết thúc bài hôm nay cũng khá dài ấy nhỉ um, mà bài tập thì cũng uh, không khó mà cũng chẳng dễ nhưng mà nhờ những cái bài tập này thì mọi người đã hiểu thêm một tí xíu về adjective nó đào sâu vào trong đấy um, dáng ở nhà học thêm nhé uh, luyện đi luyện lại nhớ mấy cái tên ở trong tiếng mỹ nó là gì um, thì chúng mai mốt mình đi qua mấy cái bài mà nó khó hơn ấy mình mới hiểu nó dễ hơn bởi vì mai mốt này cái bài nó càng đi sâu vào ấy thì nó sử dụng toàn là mấy cái tên trong tiếng mỹ thôi nếu mà lúc đấy mình không hiểu là mắc công mình lại phải lội ngược dòng ấy, thì càng càng chết nhá. Cho em hỏi bảo em trước em có lên google không thấy goldies mà thấy bảo bởi vì goldies nó là một cái từ casual có nhớ tôi nói là chữ casual không? Okay, if something is goldies to you It means it's, it's something is goldies to you. It means it's very precious. Okay, it's very uh, valuable. Understand? Example, uh, mình nói là, those are my goldies uh, memory. Uh đấy là những cái mà gọi là kỷ niệm mà quý báu của tôi. Dụ như thế, yeah. You, my all the memories, all my childhood memory are goldies to me. Okay. Nó sử dụng trong casual talk. Casual talk là ví dụ mình ra ngoài đường mình nói chuyện với nhau ấy mà thì nó gọi casual talk. Okay. Còn nếu bạn đi tìm ở trong sách thì có lẽ bạn tìm không ra đâu bởi vì đấy là những cái chữ casual. Okay. Không biết Mình tâm tớ Hôm nay tớ không có đi đến Zoom mình tâm Cho nên tớ không biết uh, Tại sao có chữ Is à Chữ is What he's doing is Illegal Ok Có nghĩa là như thế này Tại sao nó có lại Có chữ is Đứng trước Illegal Là bởi như thế này Thì bây giờ Tớ hỏi ta Linh nhé Ta Linh này Tà Linh làm cái Thí dụ bây giờ Tà Linh là một con người Làm cái việc gì sai trái đi Nói cho tớ biết là Tà Linh đã làm gì sai trái Hiếp dâm bà chị Hay là thuốc Chuốc mê con em Hay là cái gì mẹ vợ gì đấy Bạn làm cái gì bạn nói cho tớ Nói đi Bạn làm cái gì Ví dụ bạn hiếp dâu em dâu, dạ... Hiếp dâm em dâu đi Nhá Thế đi Raping. Raping. Emza La daughter in law, right? Daughter in law is illegal. Okay. Raping. là uh, Sister in law. Daughter in law. Quinn. Raping sister in law is illegal. Okay. So. Raping sister-in-law is what you did. Okay? Raping sister-in-law is what you did. So I'm telling you, what you did is illegal. It's a safe... cái điều mà bạn làm thì không có hợp pháp. Vậy cái điều ở đây bạn làm là gì? Đấy là hiếp dâm em dâu. Cho nên tớ nói là hiếp dâm em dâu ấy Thì nó không có hợp pháp Understand? Vậy nguyên cái cụm từ What he's doing Nó là subject What he's doing Nó same thing as Ripping sister in law, okay? Understand? Nó là một subject cho nên nó đi theo chữ is. Nói chung nó là một cái điều gì đấy người ta làm, okay? Sao con vào Zooming tâm? Không được, Mày ơi, máy vi tính hiện lên thông báo we sorry the owner of the chat room has specified that you may not enter. Ồ, oh, tại vì bạn bị ban rồi. Hôm qua bạn có chửi minh thăm không? Cái đấy không phải là bạn tưởng cấu trúc mới mà là bạn không hiểu nó nói gì. Mai mốt mình mình học tiếng Anh để mình bị hiểu được tiếng Anh ok? Thì lúc đấy mình hiểu cái cấu trúc câu nó dễ hơn. Còn học một cách máy móc theo công thức giống như bên Việt Nam nó dạy mình ấy thì nó có những cái cấu trúc câu nhìn vào nó lộn xộn bởi vì sao bởi vì học theo máy móc không có hiểu nghĩa của cái câu nó là gì cả nhưng mà mình nhớ là mình học tiếng anh ở trên này mình học để làm gì để bổ sung thêm kiến thức chứ không phải là học để đối phó bạn nhớ là học để đối phó nó khác với học bổ sung kiến thức nhé Ok rồi, hết rồi. Bây giờ mọi người có câu hỏi gì thắc mắc không? Không thì chúng ta hãy cùng nhau 1 2 3 đóng lớp nhé. Thật đi. Minh <laughs> Tâm đâu có mở? À Minh Tâm có mở phòng không? Có thắc mắc gì? Có muốn cầm mai nói chuyện với mấy cái đứa lắm chuyện này không Bởi vì tớ đâu có đóng zoom được đâu mà đóng <laughs> Ở trong đây chẳng có đứa nào đóng zoom được ấy. Chẳng đứa nào mang a còng, a kéo gì cả <cười> 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 ai cho con uh, cho con heo lên à ok heo uh, cho con heo lên này heo lên đây nói chuyện với mấy em gái rồi mở nhạc tưng 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 lên đằng sau nhá buổi trưa mà nó nghe nhạc tưng tưng một hồi nó ném nó ném đá cho con heo chết